anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên là cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn. Thực sự là từ sáng đến bây giờ em nói nhiều quá, khản hết cả cổ anh em ạ. Thực sự luôn, vì chưa có lúc nào được nghỉ cả. Hôm nay nhiều đơn hàng cần phải giao trong ngày hôm nay quá. Vì thế mà làm liên tục đến bây giờ 7 giờ tối rồi vẫn chưa được nghỉ đây. Dạo này thực sự với anh em là cái dòng máy Isuzu 4K1 nó đang rất là hot luôn. Quá hot luôn anh em ạ. Ngày hôm nay em bán 4-5 con rồi, vào một nhận một đơn 10 con nữa, vẫn chưa làm xong để trở đi. Thì hôm nay em nhận được một đơn hàng, con máy này đang cần trở đi gấp. Đó là con Isuzu 4K1 cho anh Thường, anh ấy ở Hà Cối anh em ạ. Anh ấy có xem trên mạng, nhưng anh ấy ở ngoài đảo Vĩnh Trung cơ, hay cái gì á, Vĩnh Trung rồi ngoài đảo, tận ngoài đảo cơ. Nhưng ở chỗ đấy là gọi là Hà Cối, nhưng anh ấy vào. Sau đây em làm xong video thì em sẽ chở máy đi cho anh ấy. Thì anh ấy sẽ vào trong Hà Cối để nhận máy. Anh ấy bảo từ ngoài đảo vào trong Hà Cối nhận máy. Thì thực sự là vì anh ấy bảo là em xem video của anh rất nhiều trên mạng rồi, thấy anh làm việc rất là ok. Hôm nay em có nhu cầu mua máy, em quyết định mua bên cơ sở của anh. Đây là con máy Isuzu 4K1. Sau 2 ngày ấy, 2-3 ngày em tư vấn cho anh ấy, thì anh ấy đã quyết định mua bên cơ sở em và đã cọc tiền cho em. Và đây là con máy Isuzu 4K1 đang rất là hot ở trên thị trường nhá. Em vẫn phải giới thiệu qua vòng tua và mã lực của con này. Con này nó là Isuzu, nhưng nó là khác với con Isuzu máy 93 là lòng của nó là 95. Nó là lòng 95 ly, vòng tua 3200-3400. Mã lực của nó là 100-105 PS. Con máy này nó khỏe hơn con máy 93 nhiều lắm anh em ạ. Vì nó lòng nó to hơn và đời nó cao hơn. Thì con máy này nó đẹp ở đâu, em sẽ quay cho tất cả anh em như bao con máy khác rồi. Cái con máy này là vì sao nó đang hot, vì là cái giá trị sử dụng của nó còn rất là cao. Và cũng là cái giá trị sử dụng nó còn cao, bởi vì máy móc á, con nào cũng thế, đều rất là đẹp và lỗ nó rất là khỏe và hơi hám nó rất là ok. Máy nó còn zin luôn. Thì con máy này nó đẹp ở đâu, xem quay cho. Đầu tiên là con heo này, tất cả còn nguyên hết à anh em ạ. Dây co dầu mới tinh luôn nhá. Heo lốc. Dây lắp cái giòng đáy tắc te nguyên zin này, chưa có một tí giòng keo này. Tổng thể con máy này là chưa có một con chưa có một tí giòng keo nào cả, tất cả còn nguyên zin hết nhá. Đây, lượng cái này nó vẫn còn cái áo giáp này nó vẫn còn áo giáp nguyên của máy này, có nghĩa là máy này chưa bảo dưỡng lần nào, tất cả nguyên zin, chưa có tí giòng keo nào luôn anh em ạ. Máy cực đẹp luôn. Cái dây cái củ có gió này, củ có gió trắng tinh này, dây dàn dây co dầu này, máy này máy Nhật nhá anh em nhá. Có cái dàn dây dầu hồi đây, máy Nhật này, cái dàn cái dây co dầu này, ốc quy lát này, nguyên zin chưa động, chưa có sự can thiệp của cà lê này anh em ạ. Đây, những cái đường inox này của nó này mới tinh luôn này. Một con máy chạy nhiều hay chạy ít anh em nhìn này, cái bô xả turbo của nó này vẫn còn mới tinh này, con ốc này là chưa bị rỉ nhá anh em. Vì thế mà cái giá trị sử dụng của nó còn rất là cao. Lắp cabo mới tinh luôn, sợ thật, quá đẹp và mới luôn nhá mọi người nhá. Rồi bên dè bên turbo này, cái bô xả vẫn còn mới này, củ phát này, của lốc lạnh này, tất cả còn mới hết. Những cái đường dây dầu, cái đường dây chạy xung quanh cái máy ấy, con nào cũng là cái đường dây nào nó còn trắng tinh, vì con máy này nó khai thác rất là ít. Turbo này vẫn còn mới tinh nó luôn này anh em ơi. Máy cực đẹp, cực chất luôn nha. Ở cái mặt đằng trước này, chưa có một tí giòn keo nào luôn. Mặt đằng trước chưa có một tí giòn keo nào luôn nha anh em nha. Máy nó quá mới vào chất, sợ thật, siêu kinh điển luôn nha anh em nha. Rồi, chưa có một tí giòn keo nào luôn. Hình thức bên ngoài thì quá đỉnh của chóp rồi. Giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để gửi video cho anh Thường ở Vân Đồn, Quảng Ninh nhá. Lỗ đi em ơi. Êm như xe con luôn nhá. Máy này mà chê thì chắc là chỉ có mua máy mới thôi. Êm du luôn. Sợ thật, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Êm du luôn. Còn mới tinh luôn nhá, đen xề luôn này, nhìn thấy chưa? Quá chất. Đỉnh của chóp rồi. Không có một tí khói nào, không có một tí đổ hôi. Không có một tí hôi thừa luôn nhá.
quá chất anh em ơi. Ôi trời ơi, không có một tí đồ hơi nào luôn. Tất cả đồ đạc như mới luôn, turbo như mới luôn này anh em ạ. Quá đỉnh. Máy này mà chê nhá, chỉ có mua máy mới thôi. Êm quá anh em ơi. Êm chưa, nghe thấy êm chưa? Không có một tí khói nào luôn. Sướng tài quá. Tắt em ơi. Không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá anh em nhá. Máy êm du luôn này. Đồ đạc của nó này vẫn còn mới tinh này. Cái bô xả nó chạy, máy nó chạy cực ít này, vì thế là bô xả chưa bị gì này, turbo này. Những con ốc đầu turbo chưa bị gì này. Sợ không? Khiếp thật. Máy này mà chê nữa thì đúng là tốt nhất là nên đi mua máy mới rồi. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Isuzu 4KH1. Một siêu phẩm thực sự luôn cho anh Thường ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Anh ấy đang rất là nóng lòng muốn nhận con máy này. Anh ấy phải đi từ đảo Dĩnh Trung hay Vĩnh Trung ấy về Vân Đồn, về Hà Cối để nhận con máy này trong buổi sáng ngày mai. Anh ấy phải chắc chắn mang xuống cho em. Và em đã may mắn là hôm nay em đã bán được 3 con máy về tận 2 con máy về Vân Đồn, 1 con máy về Bãi Cháy thì ghép xe được anh em ạ. Thực sự là cái máy này em bán được rất là nhiều luôn. Lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nha anh em nha. Dành ơi, lấy cái bé thôi. To quá. Cô đéo cần được. Ở đây, cái này này. Ờ thế thôi. Cuốn dây bóng rồi, cuốn đệm vào. Đây. Không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nha mọi người nha. Quá đỉnh của chóp rồi. Không, quá đỉnh rồi. Cho cái đệm vào cái bơm cái turbo ấy. Vỡ để đoạn được mấy công xe phải đền. Đây anh em xem này. Kinh điển chưa? Vội quá anh em ạ. Siêu kinh điển luôn. Sợ quá. Anh em ơi, may mắn chỉ đến với những người biết cố gắng và làm ăn uy tín thôi anh em ạ, chứ không phải tự nhiên mà mình được nhiều người ủng hộ, nhiều người tin tưởng anh em ạ. Đó là mình phải làm uy tín và mình phải quan trọng nhất là cái giữ uy tín. Đối với em thành bại hay không là do mình có làm chuẩn và có giữ chữ tín hay không thôi. Còn nếu mà không chuẩn, không giữ chữ tín thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt cả. Bất kỳ ai cũng thế thôi anh em ạ, làm cái gì cũng thế thôi. Bây giờ không có ai, xã hội này không ai là ngu cả, chỉ có người không giữ chữ tín thì mất tất cả thôi anh em ạ. Như vậy là em đã lổ xong con máy Isuzu 4KH1 cho anh Thường ở Hà Cối, Quảng Ninh. Một siêu phẩm thực sự. Em sẽ đăng video lên kênh nếu mà mọi người có xem được. Thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về tiếng nổ và chất lượng hình thức bên ngoài của con máy này nha anh em nha. Nếu mà anh em có nhu cầu về dòng máy này hay bất kỳ dòng máy khác thì anh em cứ alo cho em. Em lúc nào cũng tư vấn phục vụ 24/24 cho mọi người. Làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Nếu mà video mọi người xem được nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang muốn tìm kiếm ấy, thì anh em có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình tivi của mọi người vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này. Anh em ấn tìm kiếm là động cơ ô tô Thịnh nhá. Và trong đó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em. Có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn. Các loại động cơ xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá anh em nhá. Tất cả không thiếu một loại nào hết. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết. Giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu. Đặc biệt là nếu mà máy móc của mọi người ấy nó chưa hỏng hóc lớn ấy, mình chưa cần phải thay máy ấy, thì anh em có thể
Anh em cần mua đồ gì liên quan đến các loại động cơ của mọi người, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Em sẽ đều phục vụ tất cả anh em, để em có thể đều tháo máy ra và gửi ship hàng đi khắp các tỉnh trong cả nước cho mọi người luôn nhá. Gửi qua bưu điện này, gửi xe tải này, nếu mà cái gì lớn này gửi xe tải. Đồ đi theo máy lúc nào cũng là chuẩn, ok nhất anh em ạ. Còn nếu mà anh em mua đồ mới ấy, nó là sắt pha gang, nó chỉ là đồ loại 2, loại 3 thôi. Trong những ngày qua em bán được rất nhiều đơn đồ vặt luôn nhá anh em nhá. Không cho cái đệm vào à? Tất cả các đồ vặt liên quan anh em cứ gửi ảnh gửi qua Zalo cho em là được. Và nếu mà anh em mua, và em cũng xin lưu ý là nếu mà mọi người mua hàng trên mạng ấy, mọi người phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình đặt tiền mua hàng nhá. Tránh trường hợp rất là nhiều anh em cứ điện cho em hỏi là anh ơi có biết cái ông này ông kia không, gửi ảnh cho em, bảo em biết nhưng bây giờ người ta ở gần cạnh nhà em, người ta không có cửa hàng đàng hoàng. Anh khi anh mua hàng ấy thì anh không mua của em, anh có thể hỏi em nhờ em tư vấn. Thì em sẽ chỉ em, anh không mua của em cũng được, nhưng em có thể tư vấn cho anh là người này người ta có làm ăn uy tín hay không, anh mua của người ta có ok hay không, em sẽ làm được cái việc đấy. Vì thực sự là bây giờ anh em xảy ra chuyện rồi, anh em cứ hỏi bảo em, anh ra đây em sẽ chỉ cho nhà người ta, nếu mà anh vào xem có đòi được hay không. Chứ bây giờ ra người ta bảo không, em chưa có tiền thì anh cũng không thể ăn thịt được người ta. Vì thế mà khi mình mua hàng mình phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình đặt tiền mua, người ta có cơ sở đàng hoàng hãy mua anh em ạ, thật sự luôn. Không phải là video là em cũng nói đâu, vì thực sự với anh em là những cái chuyện như thế xảy ra ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến em, vì em là người bán hàng trực tiếp trên mạng. Anh em sẽ xảy ra như thế thì anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng. Vì thế mà anh em sẽ không muốn mua hàng trên mạng nữa thì chắc chắn là em sẽ bị ảnh hưởng rồi anh em. Vì thế mà em lúc nào cũng nhắc nhở mọi người là phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình đặt tiền mua, người ta uy tín hay không nhá. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến anh Thường ở Vân Thường, ở anh Thường ở trong Hà Cối. Chúc anh ấy ở từ Vĩnh Trung hay Dĩnh Trung vào trong này. Chúc cho anh mua con máy của em về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Nếu mà thấy ok thì có anh em nào mua máy thì giới thiệu cho em nhá anh nhá. Xin chân thành cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các quý khách đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cơ sở Động Cơ Ô Tô Hưng Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé. Nếu mà anh em đi đâu lên Vĩnh Phúc hay là ra ngoài này, anh em miền Tây ra ngoài này thì có cơ hội thì qua cơ sở em sẽ đưa mọi người đi tham quan, ở lại nhậu với em nhá anh em nhá. Chân thành gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và ủng hộ nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.